Tính đến nay, cả nước có 180 doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ, chiếm 24,5% trên tổng số 735 doanh nghiệp sản xuất phân bón đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương cấp phép với quy mô công suất lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, số phân bón sản xuất ra thị trường chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ như hiện nay. Việc sử dụng phân bón hóa học một thời gian dài đã ảnh hưởng và gây ô nhiễm môi trường, thoái hóa đất và ảnh hưởng xấu đến chất lượng nông sản. Vậy, làm thế nào để phát triển phân bón hữu cơ tại Việt Nam? Với mục tiêu chung là phát triển phân bón hữu cơ, đảm bảo hiệu quả, bền vững, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng phân bón hữu cơ là một trong những yếu tố đóng vai trò chủ yếu trong phát triển nông nghiệp sạch. Rõ ràng là để thay đổi một cái thói quen, chuyển được cái từ một cái phương thức canh tác mà nặng về các cái phân bón vô cơ mà sang một cái phương thức mà tập trung ưu tiên phát triển nhiều hơn cái tỷ lệ phân hữu cơ, đó là một cái quá trình thay đổi nhận thức. Tuy nhiên chúng ta phải xác định là mặc dù đây là một việc khó nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm được. Mà chúng ta biết là đây là một cái dạng sử dụng phân bón truyền thống trước đây. Cái thứ hai nữa là nếu như bây giờ muốn thay đổi nhận thức thì phải có sự vào cuộc, phải có những nhóm giải pháp tổng thể, toàn bộ, kể cả công tác quản lý nhà nước, kể cả sự vào cuộc của tất cả các doanh nghiệp và kể cả của người dân để thay đổi tập quán. Hội nghị này đã chỉ ra những mục tiêu cụ thể như sử dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu, lựa chọn công nghệ cao để đưa vào sản xuất, khuyến khích và tuyên truyền để người dân sử dụng phân bón hữu cơ, rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về phân bón để cho việc kiểm tra kiểm soát chất lượng phân bón và đặc biệt là cần kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cùng chung tay phát triển phân bón hữu cơ tại Việt Nam. Như các bạn đã biết, Việt Nam là một đất nước nông nghiệp. Chúng tôi mong muốn mang đến công nghệ mới cho một đất nước như các bạn và để cho thế giới của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn và có một nền đất tốt, không bị thoái hóa đất, rửa trôi để cho nhân loại của chúng ta có một sức khỏe tốt. Việc đưa ra các giải pháp để phát triển phân bón hữu cơ tại Việt Nam cần có sự chung tay của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phân bón và người dân, tạo được động lực mạnh mẽ để phát triển phân bón hữu cơ, qua đó góp phần phát triển một nền nông nghiệp hữu cơ hướng đến giá trị cao và bền vững.